Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngài ban phước trên đời sống chúng con. Và Ngài cũng muốn chúng con trở nên những người giống sĩ cho Chúa. Cảm ơn Chúa, cuộc đời của chúng con vốn như những bộ xương khô, rất khô. Nhưng Chúa yêu chúng con, Ngài đã cứu chúng con. Và Ngài phú hơi thở của Ngài vào trong chúng con khiến cho chúng con trở nên sống động và hiệp lại là một đạo quân lớn cho Ngài. Cho con biết ơn Chúa vì điều đó. Xin tiếp tục ban ơn dẫn dắt chúng con để chúng con có thể làm những chiến binh đầy kết quả cho Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì thời gian quý báu này. Xin nhận nơi chúng con những tiếng hát ngợi khen mà chúng con dâng lên ở trước mặt Chúa và tấm lòng của chúng con. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời anh chị em ngồi. Hallelujah. Tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong tài liệu 8 chìa khóa để chúng ta có thể cầu thai. Đây là sự trang bị mà chúng ta chuẩn bị để sử dụng chìa khóa mà Chúa Ngài đã hứa ban để có thể thấy dân tộc Việt Nam của chúng ta được phước và làm nguồn phước. Khi Hội Thánh của Chúa trong cuộc phục hưng ở tại Indonesia được Chúa Ngài hướng dẫn và họ đã thấy được những kết quả lưng lao, nhất là cho quần đảo Tamba. Đây là một cái quần đảo đối diện với Singapore. Cảm ơn Chúa đã chia sẻ với chúng ta thế nào họ đã thấy được công việc của Chúa bày tỏ hành động ở trên Indonesia một cách hết sức là kỳ diệu. Và họ chia sẻ với chúng ta những điều họ đã làm. Và cảm ơn Chúa, chìa khóa thứ nhất chúng ta đã được nhắc nhở, đó là chúng ta cần phải có khải tượng. Chúng ta cần phải thấy ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, chúng ta có nguyên khải tượng rằng khi Chúa Ngài can thiệp vào thì hoàn cảnh có thể thay đổi. Ở trong cái sự khó khăn, bị bắt bớ, bị tấn công bởi những người Hồi giáo quá khích, thì họ nhận biết được rằng khi Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài, Ngài can thiệp vào, thì họ sẽ có sự bình an, và chẳng những bình an mà còn có thể phát triển tràn lấn ra. Có khải tượng để thấy đất nước của họ, dù trong cái hoàn cảnh ngay trước mắt lúc bấy giờ là thiếu hụt, là nghèo đói, nhưng trong sự ban phước của Chúa, họ tin rằng khi Chúa Ngài ban phước và Ngài vận hành, thì họ sẽ làm nguồn phước cho các nước lân bang. Và cảm ơn Chúa, khải tượng đó đã đốt cháy ở trong tấm lòng của họ, và họ cầu nguyện. Cầu nguyện như chưa bao giờ cầu nguyện. Và kết quả là chúng ta thấy Chúa Ngài nghe lời cầu nguyện của hàng loạt con cái của Chúa ở trong tinh thần cầu nguyện 24 giờ đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Và các tháp cầu nguyện mọc lên ở khắp nơi. Và trong ơn quyền của Chúa, họ xin Chúa Ngài ban phước, xin sự bảo vệ của Ngài để rồi Indonesia có thể được mở rộng ra. Và cảm ơn Chúa, khải tượng đó đã biến thành hành động. Và ngày hôm nay chúng ta thấy kết quả phước hạnh. Chìa khóa thứ nhì là họ cầu xin Chúa Ngài cho để trong ơn của Chúa, cái sự sức dầu của chi phái Issaca được đổ xuống. Vì đây là những người sống và biết trước cái thời đại của mình, để họ có thể chuẩn bị những gì cần phải chuẩn bị để đón chào sự vận hành của Chúa. Lúc đó không phải chờ đến việc Chúa làm rồi chúng ta mới cố gắng để mà chúng ta theo kịp. Nhưng mà trong sự soi sáng của Chúa, thì Hội Thánh có thể chuẩn bị trước để cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Và chi phái Issaca chúng ta đã biết họ đã làm những công việc trước thời đại của họ. Khi người ta không chấp nhận những người phụ nữ đàn bà ở trong vai trò lãnh đạo, thì chi phái Issaca và Barak đã đến và yểm trợ cho Deborah. Chúng ta đã thấy trong khi vua David lúc bây giờ còn phải trốn ở trong những cái hang bởi vì vua Saul trong sự ganh tị đã lùng bắt để giết David, thì chi phái Issaca này đã đứng với David vì nhận biết được rằng Đức Chúa Trời sức dầu là ông sẽ làm vua cho cả nước Israel. Và nhiều điều khác nữa chúng ta thấy họ đã làm theo như sự hướng dẫn của Chúa để cầu nguyện, để biển cả sẽ đem lại những cái tài nguyên phước hạnh ở trong biển cả cho dân sự của Chúa. Và cảm ơn Chúa bởi sự sức giàu đó, Hội Thánh của Chúa tại Indonesia đã cầu nguyện. Và chúng ta thấy rằng có những tài nguyên thiên nhiên đã được khám phá, có những cây cỏ họ đã khám phá ra được và chế ra dầu thô, họ đã khám phá ra được những cái mỏ vàng và nhiều điều kỳ diệu khác nữa, tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa và những công tác mà Chúa Ngài ban cho, cũng như khả năng về thương mại, về ban giao, Chúa Ngài ban phước cho đất nước Indonesia. Và chúng ta thấy ngày hôm nay đứng vào trong một vị trí rất là quan trọng. Người ta nói rằng nền kinh tế của Indonesia đang đứng hàng thứ 8 của thế giới. Từ một cái nơi mà chúng ta thấy rằng thiếu thốn, đói khổ, thì Chúa Ngài ban phước ngày hôm nay phong phú, dư dật ở trong ơn của Chúa. Thì chúng ta thấy đây là những cái chìa khóa rất là quan trọng mà chúng ta cần nắm bắt. Và vì khải tượng, vì sự sức dầu của Chúa, thì họ đã kiện toàn mạng lưới cầu nguyện. Tất cả các con cái của Chúa cầu nguyện. Có một thời điểm mà mỗi ngày thì có 4 triệu chiến sĩ cầu nguyện cầu nguyện. Mạng lưới cầu nguyện của họ rất là mạnh mẽ, nhưng mà rất là đơn giản để có thể thực hiện.
Cảm ơn Chúa, những chìa khóa mà chúng ta đang học tại đây là một trong những phần mà họ đã sử dụng để huấn luyện cho con cái của Chúa, hầu cho mỗi người đều có thể trở nên một người cầu thai một cách hiệu quả. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta bước vào bài số 4 của 8 chìa khóa cầu thai. Chúng ta cầu nguyện theo Kinh Thánh. Matthew chương 6 câu 9 cho đến câu số 13 là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu ngài dạy các môn đồ cầu nguyện khi họ xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Và họ không xin Chúa dạy cho họ làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ. Tất cả những điều đó họ có thể thấy Chúa Giêsu làm và họ làm theo. Nhưng có một điều tôi tin chắc rằng họ quan sát và thấy Đức Chúa Giêsu ngài cầu nguyện thì có những việc lớn lao xảy ra. Và thấy Chúa Giêsu ngài đã làm gương trong đời sống cầu nguyện. Nên các môn đồ đã đến và xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Thì Chúa Giêsu ngài dạy họ cầu nguyện như thế này. Không phải từng lời như là một cái bài kinh mà người ta đọc, nhưng mà là những cái nguyên tắc của sự cầu nguyện, các bước của sự cầu nguyện. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng đã tha những kẻ tội lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác. Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Đây là một lời cầu nguyện kiểu mẫu, mà trong đó Đức Chúa Giêsu người đã vạch ra 6 lĩnh vực làm khuôn mẫu cho lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta có thể sử dụng cái dàn bài cầu nguyện này như Chúa người đã dạy, để chúng ta có thể có một giờ cầu nguyện phước hạnh tuyệt vời và linh nghiệm trong ơn của Chúa. Chúa Giêsu người dạy bắt đầu chúng ta đi vào trong thời giờ cầu nguyện, thì chúng ta tập trung vào sự ngợi khen thờ phượng Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, cảm ơn Chúa. Chúng ta bắt đầu bằng việc cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, và cảm tạ Ngài đã sai con của Ngài đến để cứu chuộc chúng ta. Và chúng ta nhận biết một điều hết sức là chắc chắn: nếu không phải bởi con của Ngài, chúng ta không thể gọi Đức Chúa Trời là Cha được. Đối với những người chưa biết Chúa như chúng ta trước đây, thì ông Trời là một cái đấng xa lạ, mà có nhiều khi chúng ta kinh sợ Ngài chứ không kính sợ Ngài. Bởi vì truyền thuyết cũng như những điều mà chúng ta đã thấy người ta dạy nhau là Ngài rất là nghiêm khắc. Những từ như trời đánh, như là trời hành, trời phạt, vân vân. Người ta thấy được cái kết quả, cái hậu quả của những người làm ác mà đã bị trời trừng phạt. Nhưng mà không có ai chỉ cho chúng ta biết cái nét yêu thương và nhìn biết Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, cho đến khi Đức Chúa Giêsu ngài đến. Và như chúng ta thấy ẩn dụ của người con quan đàn, thật ra ẩn dụ đó nói đến vai trò của người cha nhiều hơn là con. Đứa con phạm tội, đứa con bỏ nhà ra đi, hoang phí tiền của cha của mình, là hình ảnh của con người của chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài giới thiệu một người cha nhân từ và sẵn sàng để phục hồi những đứa con ăn năn quay về, một người cha giỏi trông để chờ ngài con của mình trở về. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì nhờ Đức Chúa Giêsu, bởi ơn cứu rỗi của ngài mà ngày hôm nay chúng ta có thể được đón nhận, chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Hãy lấy điều tốt nhất ở trong vai trò làm cha ở trên đất này và chúng ta nhường lên nhiều tỷ lần hơn. Vẫn không thể nào diễn tả nổi và bày tỏ được cái nét vĩ đại của tình yêu thương, sự quan tâm của Cha chúng ta trên trời mà ngài dành cho mỗi một chúng ta. Chúa yêu chúng ta với tình yêu hết sức là lạ lùng. Tán lý những tội của chúng ta, theo như các tôn giáo khác thì phải có những cái thời gian dài của ăn năn sám hối. Ở trong các tôn giáo khác có những câu chuyện như đứa con quan đàn đó, khi nó quay trở về thì nó không được đón nhận như lời của Chúa đã dạy, như Chúa Giêsu đã dạy. Nhưng mà nó được trao cho một cái mệnh lệnh là hãy đi ăn năn sám hối cho đến chừng nó có thể thể hiện được sự ăn năn sám hối của nó. Và dĩ nhiên là chúng ta thấy con người chúng ta vì bản chất tội lỗi thì không thể nào có thể ăn năn sám hối mà giải quyết được. Bởi vì tội lỗi nó từ trong nó thể hiện ra. Chúng ta có thể sửa, chúng ta có thể rửa bằng bên ngoài, nhưng mà không thể nào rửa được bên trong, trừ ra sự tha thứ và biến đổi của Chúa. Nên chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đã bày tỏ ra điều đó và chúng ta thấy ngài đã dạy cho chúng ta một cha yêu thương, nhân từ, cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, có một sự quân bình như là cái đồng tiền hai mặt. Một mặt của Chúa thánh khiết trọn vẹn, nhưng mà mặt kia chúng ta thấy Chúa ngài yêu thương, ngài mềm mỏng, ngài chăm sóc, ngài quan tâm, ngài sẵn sàng để phục hồi những đứa con ăn năn quay về. Và trong lúc chúng ta bước vào trong phần đầu của thời giờ cầu nguyện của chúng ta, những ý tưởng này bởi lời Chúa dạy, lại Cha chúng con ở trên trời, xin Chúa cho tâm hồn của chúng ta trong như đó đầy cái lòng biết ơn Chúa, cảm nhận được sự yêu thương của Chúa. Có như vậy thì chúng ta mới thấy chúng ta vào cổng của Chúa, chúng ta vào hành lang của Ngài, của sự cảm tạ và ngợi khen là như vậy. Còn nếu chúng ta không hiểu rõ về Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể đến với Chúa như là một đấng đang làm khó chúng ta, đang chờ xem của chúng ta nói đúng lời, làm đúng cách, thì may ra Ngài ném cho chúng ta một cái phần thưởng.
Nhưng mà không, hãy hình dung Ngài là một người cha yêu thương, biết tất cả những nhu cầu của chúng ta. Trước khi chúng ta có nhu cầu đó, Chúa cũng biết rồi. Ở trong tinh thần đó, chúng ta có thể đến với Chúa với lòng biết ơn, mà chúng ta có thể như một người con chạy đến với cha của mình, trân quý cái giờ phút mình được ở trong vòng tay của cha, ở trong sự hiện diện của cha. Cảm tạ Ngài vì Ngài sẽ giúp chúng ta có được một ảnh trọn vẹn về cha trên trời, không bị ô nhiễm bởi bất cứ một cái hình dáng của các mối liên hệ nào ở trên đất này. Bởi vì Ngài là cha trọn vẹn của chúng ta trên trời. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai, Chúa Giêsu Ngài dạy chúng ta, sau khi chúng ta cầu nguyện lại cha chúng con ở trên trời, thì đến một cái chìa khóa quan trọng khác, đó là chúng ta phải tôn cao danh của Chúa. Vì danh của Chúa có một cái sức mạnh rất là lớn lao. Và trong quá trình giới thiệu chính mình Ngài cho loài người, nhất là cho tuyển dân của Chúa, thì Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ danh của Ngài ra để dân sự của Chúa, khi có những nhu cầu họ đã được Chúa Ngài đáp ứng, thì họ kinh nghiệm được danh đó của Chúa. Chúng ta thấy trong Cựu Ước có nhiều danh của Chúa trong tiếng Hebrew đã được thể hiện để ngợi khen Ngài. Thứ nhất là bởi vì Ngài là Đức Giê-hô-va Tsidkenu. Đây là một cái danh rất đặc biệt. Ngài là Đức Chúa Trời công chính của chúng ta. Chúa xưng công bình chúng ta. Chúng ta không tài nào và không có cách nào trở nên công bình trong ánh mắt của Đức Chúa Trời. Và Chúa kể chúng ta là công bình bởi vì ơn cứu chuộc của Đức Giê-xu. Chúng ta được bao phủ trong huyết vô tội của Đức Giê-xu. Cho nên từ trời Đức Chúa Trời Ngài nhìn xuống chúng ta là những người đã nhận huyết của Chúa bao phủ. Ngài thấy chúng ta là công chính bởi huyết của Đức Giê-xu. Chúng ta được che phủ ở trong sự công bình, phước hạnh của Chúa Giê-xu. Cho nên Đức Chúa Trời kể chúng ta là công bình bởi vì chúng ta đã nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình. Thứ hai, danh xưng Đức Giê-hô-va Mê-ca-đét, có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng thánh hóa chúng ta. Chúng ta có thể ca ngợi rằng tội lỗi của chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai đã được tha thứ bởi huyết của Chúa Giê-xu. Ô anh chị em, trong khi các tôn giáo khác thì người ta phải ăn năn sám hối, tu sửa suốt đời, mà nếu không đủ thì kiếp khác làm tiếp. Thì chúng ta có một Đức Chúa Trời sẵn sàng thánh hóa chúng ta. Và bởi quyền năng của Ngài, Ngài biến đổi chúng ta bằng cách thứ nhất là Ngài tha thứ cho chúng ta, để cho chúng ta được ở trong cái vị trí sẵn sàng để xây dựng lên từ đó. Trước đây là chúng ta ở trong số âm. Bây giờ Chúa Ngài xưng công bình chúng ta, ban phước chúng ta, tội lỗi quá khứ chúng ta được giải quyết. Tội lỗi của chúng ta trong thì hiện tại cũng sẽ được Chúa Ngài tha thứ. Rồi tương lai cũng được Chúa Ngài tha thứ vì huyết của Đức Giê-xu có linh nghiệm đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và Ngài xưng chúng ta là công bình ở trước mặt Chúa, và Ngài cũng là đấng thánh hóa chúng ta. Ngài thánh hóa chúng ta từ trong để rồi chúng ta được thể hiện ra bên ngoài. Các tôn giáo khác, những đường lối khác thì ráng cố gắng làm công việc bên ngoài để hy vọng rằng sẽ đổi bên trong. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không có kết quả. Chỉ trừ trường hợp bản chất của chúng ta bên trong được thay đổi. Lấy ví dụ Chúa Giê-xu Ngài nói, do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Một cái người mà nói những cái lời tục tiểu tầm phào đó, thì không phải chỉ là lời nói mà trong lòng của họ đầy dẫy những điều đó. Phải không chứ? Một cái người nói lên những lời của ganh tị, thì không phải chỉ là cái lời của người đó mà thôi, mà do sự đầy dẫy của lòng ganh tị, ganh ghét ở trong đó, mà khi mở miệng ra thì chúng ta thấy nó lộ ra. Cho nên giải quyết được bên trong thì mới giải quyết được bên ngoài. Chúng ta không thể nào chỉ sửa lời nói ở bên ngoài mà có thể biến đổi cuộc đời của chúng ta được. Chính quyền năng của Chúa thánh hóa biến đổi chúng ta từ trong để rồi chúng ta có thể thể hiện ra bên ngoài. Và đây là điều mà chúng ta thấy rằng chỉ có niềm tin ở trong Đức Chúa Jesus Christ mới có thể đem lại cho chúng ta kết quả được. Ngài không dạy chúng ta phải tu, phải sửa, mà Ngài dạy chúng ta là ăn năn chạy đến với Chúa để nhận sự tha thứ của Ngài và quyền năng biến đổi của Ngài. Cho nên chúng ta có thể gọi Jehovah Mekadesh cho những nhu cầu trong đời sống của chúng ta, nhất là sự thánh hóa mà Chúa Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta. Đức Jehovah Shalom, Đức Chúa Trời của sự bình an của chúng ta. Ngài là đấng có thể ban cho chúng ta điều mà tất cả chúng ta cần. Và trong thời đại của chúng ta thì sự bình an này là điều tối cần. Anh em có biết là thuốc an thần là cái thuốc bán nhiều nhất ở trên thế giới không, so với tất cả các thứ thuốc khác? Con người của chúng ta cần sự bình an. Và cảm ơn Chúa chúng ta có Đức Jehovah Shalom. Đấng ở với chúng ta, ban chúng ta sự bình an quá sức tưởng tượng của chúng ta. Và Ngài sẵn sàng làm công việc đó. Khi chúng ta nhờ cậy, chúng ta xin Chúa thể hiện sự bình an của Ngài, Ngài có thể ban cho chúng ta. Đức Jehovah Shammah, Đức Chúa Trời hiện diện. Vì sự chuộc tội của Đấng Christ đã loại bỏ hàng rào tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời, nên chúng ta có thể vui hưởng sự bình an của Ngài và cảm nhận được sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh ngự ở trong chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều này. Ngài luôn hiện diện. Ở Việt Nam chúng ta có một cái câu đó là ông trời ở 9 tầng mây xanh, kêu không thấu. Và lúc người ta đau khổ, người ta chạy ra đứng ở giữa trời và hét lên: ông trời ơi, trời ơi,
Bởi vì sợ mình ở trong nhà kêu không thấu. Nhưng mà khi chúng ta ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Giê-xu đó, thì Đức Chúa Trời Ngài hứa với chúng ta trong danh của Ngài, Đức Sê-va Sa-ma đó, đó là Ngài luôn ở với chúng ta. Không lìa, không bỏ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và Ngài đã thể hiện điều đó bởi việc Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Khi chúng ta đầy dạy Đức Thánh Linh là chúng ta đầy dạy Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Bởi Thánh Linh là ngôi thứ ba là Đức Chúa Trời trong thể Thần Linh. Chúng ta có thể kinh nghiệm điều đó. Jehovah Rapha, Đức Chúa Trời chữa lành. Chúng ta được chuộc bởi Đấng Christ và Ngài đã thể hiện và trải qua một cái sự đau đớn kinh hoàng. Người ta nói rằng khi trải qua việc mà Chúa Giê-xu đã từng trải thì người ta có thể nói là dở sống dở chết. 30, có thể lên đến 39 lần đòn. Và mỗi một cái lần như vậy thì có một cái roi 9 ngọn. Thì chúng ta cứ nhân lên thì chúng ta thấy rằng mỗi lần khi tên lính nó đánh xuống trên lưng của Chúa thì những cái roi có móc sắt, có những hòn bi, có những cái khúc gốc xương ở trong đó, nhằm mục đích là để làm cho nạn nhân càng đau đớn chừng nào càng tốt chừng đó. Và Chúa Giê-xu đấng vô tội nhưng mà bị một trận đòn như vậy, thịt máu tuôn rơi. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng nhân những lần đòn đó mà chúng ta đã được lành ở trong Chúa. Thân của Chúa rất tan, rất nát như vậy để chúng ta có thể được lành ở trong ơn của Ngài, để Ngài có thể giới thiệu chính mình Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha cho chúng ta, Đức Chúa Trời chữa lành chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được điều này và chúng ta cầu nguyện, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa và đón nhận một cách trọn vẹn, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Cho nên đối với Đức Giê-hô-va Rapha thì cái tiếng nói đức tin mạnh mẽ nhất của chúng ta đó là cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì con đã được lành ở trong Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha của con. Con cảm ơn Chúa vì trước khi con mắc cái chứng bệnh này, con bị nhiễm cái virus này, thì Ngài đã bày tỏ là Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha của con. Và Ngài đã bày tỏ phước hạnh của Ngài khi Ngài đã gánh thay cho con những đau đớn, buồn bực, ốm đau, bệnh tật, và ban cho con sự chữa lành của Ngài. Và để ý anh chị em, Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 23-24 đó, thì nhưng những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Điều này cho chúng ta thấy cái việc đó chúng ta đã có rồi, là công việc của chúng ta, bởi tiếng nói đức tin lớn nhất của chúng ta là cảm ơn Chúa rồi chúng ta nhận. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta khi cầu nguyện và cầu thay cho người khác, chính chúng ta phải đi đến cái chỗ này trong đức tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Như tôi nói với anh chị em, khi chúng ta đến với Chúa hãy biết rằng Ngài là cha của chúng ta. Ngài chữa lành chúng ta bởi vì Ngài thương xót chúng ta. Ngài chữa lành chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Chứ không phải Ngài chữa lành chúng ta là bởi vì chúng ta cầu nguyện nghe rất hay, hay là một cái lý do nào khác, hay là chúng ta xứng đáng để mà nhận được. Không, tất cả là bởi vì Chúa Ngài yêu chúng ta. Cảm ơn Chúa. Mấy ngày qua chúng tôi thấy có những cái sự chữa lành của Chúa thật là tuyệt vời. Chúng ta thấy xảy ra trong một mức độ nó nhanh vô cùng. Tôi nhớ một buổi tối trong các buổi nhóm của chúng ta thì có một chị em của chúng ta, cô Kim Phượng từ Iowa. Cô đi tắm biển với đại hội trong cái buổi nhóm ngoài trời. Thì hôm đó sóng lớn và cô bước xuống nước thì bị sóng đập và cái đầu gối bên trái của cô là nó bị trọc. Đau đớn đi không được. Mà cảm ơn Chúa khi cô đi một cách rất là đau đớn lên thì chúng tôi có cơ hội phục vụ. Và một số các anh chị em đã chứng kiến điều đó. Lập tức Chúa chữa lành cho cô. Cô đứng lên trở về chỗ ngồi của mình, không còn đau đớn nữa. Tối hôm qua thì chúng tôi nghe biết có một số con cái của Chúa đến dự hội đồng. Họ đến từ các hội thánh được dạy là Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ. Ân tứ đã qua đi, Chúa không còn làm nữa. Bây giờ chúng ta cứ lấy đức tin và xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta có đủ đức tin để chúng ta có thể cắn răng chịu. Thì có một bà bị đau vai của mình, bà mô tả đó là một ngày kia thì bà cảm thấy như cái vai bên trái của mình nó rớt ra khỏi khớp của nó. Mà nó đau đớn vô cùng, không làm gì được. Cuối cùng phải đi tìm cái sợi dây cột nó lên để cho nó đừng có nhúc nhích. Tối hôm qua khi chúng tôi có cơ hội đặt tay cầu nguyện, bà được chữa lành ngay tức khắc. Bà đung đai và làm hết tất cả những gì mà cánh tay của chúng ta có thể làm được. Và cảm ơn Chúa. Chiều hôm nay trên đường về từ Pensacola thì chúng tôi lên máy bay thì thấy có một bà ngồi cái hàng ghế đầu tiên. Bà rất là to con, nhưng mà có hai cái ghế trống bên cạnh. Thì tôi có một cái sự thúc đẩy, tôi nói với nhà tôi, anh nói với em là tìm cái người nào ấm ấm một chút.
mình ngồi để cho nó thoải mái, nhưng mà cảm động mình nói rằng xin phép bà hỏi xem mình có thể ngồi cái chỗ đó hay không. Và Đức Chúa Trời ngày hướng dẫn, Đức Thánh Linh ngày hướng dẫn rất là nói chuyện với bà thì mới biết là bà bị tai nạn xe nhiều năm trước và xe nó tông ngang hông, thì từ đó cái khớp xương hông của bà dẫn hướng đến với cái chân bên tay chân phải của bà là luôn luôn đau đớn. Đó là lý do mà bà phải uống thuốc cũng như là không có hoạt động nhiều, cho nên bà rất là to. Và cảm ơn Chúa khi biết hoàn cảnh của bà thì vợ chồng chúng tôi đã xin phép, và khi nhà tôi đặt tay ở trên đùi của bà và chúng tôi công bố sự chữa lành của Chúa, thì tôi hỏi bà gì chứ bà thấy như thế nào, bà nói rằng rất tốt. Tôi hỏi tốt từ 1 đến 10 thì tốt được bao nhiêu phần rồi, bà nói 8 phần một cách rất là nhanh chóng. Cảm ơn Chúa, chúng tôi xin phép được cầu nguyện lần thứ nhì thì bà được chữa lành hoàn toàn. Khen Chúa, bởi vì Chúa Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha của chúng ta, đấng chữa lành bệnh tật của chúng ta, và đấng muốn bày tỏ cho những người đau ốm biết rằng Ngài là đấng chữa lành. Và đối với tôi trong kinh nghiệm, thì nhất là trong việc chúng ta giới thiệu về Chúa cho người khác, thì chúng ta không gặp trở ngại trong việc giúp cho họ kinh nghiệm được sự chữa lành. Nhưng mà cho con cái của Chúa thì chúng ta có thể gặp một số những cái trở ngại. Có thể là họ còn có điều do trong đời sống chưa giải quyết một cách tốt đẹp ở trước mặt Chúa, cho nên cần phải ăn năn, cần phải giải quyết, hay là còn có một cái gì đó trong đời sống của họ. Tôi lấy thí dụ có một bà bị đau thận, và khi hỏi ra thì biết là trong lòng đầy những sự cay đắng. Và chúng ta hiểu như trong chương trình huấn luyện về sự chữa lành, chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em là khi chúng ta không chịu tha thứ, chúng ta cố chấp, thì chính cái sự tức giận, quán giận đó của chúng ta nó tàn phá thận của mình. Khi chất insulin được bơm vào ở trong máu của chúng ta để chuẩn bị để chúng ta có thể tránh né cái điều nguy hiểm, mà khi chúng ta tức giận một ai đó hay là chúng ta cố chấp thì chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng chuẩn bị để chiến đấu đó. Và khi chất insulin được bơm vào trong máu của chúng ta mà không sử dụng thì nó sẽ tìm đến những cái bộ phận để nó tấn công, nhức lưng, bị đau thận, mất ngủ, đau đầu và những thứ mà chúng ta thấy nó phản ứng ở trong thân thể. Và cảm ơn Chúa khi chúng tôi giúp đỡ cho người chị em này ăn năn, công bố sự tha thứ, thì Chúa Ngài đã ban phước và cảm nhận cái đau như là kim đâm ở phía sau lưng của mình, ở tại cái vị trí của thận của mình, thì họ cảm nhận được nó biến mất và kinh nghiệm được sự tươi mới ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và trong quá trình giúp đỡ cho những người đau ốm, chúng tôi cũng đã nghe những lời làm chứng kỳ diệu khi công bố sự tha thứ phóng thích cho những người làm đau khổ mình, thì chính cái người bệnh nhân đó đã được Chúa Ngài ban phước phục hồi. Bởi vì khi chúng ta cất đi những ngăn trở, người ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Một điều khác nữa là người đó con gái của Chúa thì chắc chắn về sự cứu rỗi đời đời rồi. Cho nên đối với những người chưa tin Chúa thì Chúa Ngài làm việc với người đó để có thể giới thiệu Ngài là Đức Giê-hô-va Jire, Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha, Ngài là Đức Giê-hô-va Nissi cho họ. Chúa muốn bày tỏ chính mình Ngài cho họ. Cảm ơn Chúa. Một danh khác của Chúa là Đức Giê-hô-va Jire, Đức Chúa Trời chu cấp. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự chu cấp của Chúa. Chúng ta có thể ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng chu cấp của chúng ta. Ngài nhìn thấy nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta có cái nhu cầu đó. Và Ngài đã chuộc chúng ta khỏi lời nguyền rủa của sự thất bại và thấp kém. Cảm ơn Chúa. Rất là được khích lệ khi có những con gái của Chúa ở xa, họ nghe những bài giảng của chúng tôi và họ thuộc lòng. Thì tôi nghe được một người làm chứng lại khi việc mà Chúa Ngài chu cấp cho tôi khi tôi còn là một sinh viên của khóa đầu ở trong trường Kinh Thánh. Thì điều đó khích lệ cho anh chị em ở nhiều nơi. Chúng ta nhớ câu chuyện đó là khi chúng tôi không đủ tiền để trả tiền học phí, cho nên không thể nào thi cái kỳ thi cuối khóa final test, final exam. Chúng tôi xin chút là phải lái xe trở về Houston, tại vì mình nghĩ rằng là mình đã nghe lộn tiếng phán của Chúa. Bởi vì nếu Chúa Ngài không thể tiếp trợ được cho mình để có tiền để đi học trường Kinh Thánh thì làm sao mình có thể hầu việc Chúa được. Cảm ơn Chúa, trước khi cái nhu cầu này xảy ra thì cha biết cha là đấng chu cấp. Khi tôi ăn bữa trưa tại cafeteria rồi tạm biệt các bạn, chuẩn bị ra xe để lái xe đi về Houston, thì khi tôi bước gần đến chiếc xe của mình, có một cặp vợ chồng, họ nói rằng họ lái xe 8 tiếng đồng hồ để đến tại trường đó.
họ nói nhanh và nói rằng chúng tôi có một số tiền mà chúng tôi muốn dâng cho công việc nhà Chúa. Và chúng tôi hỏi ý Chúa là Chúa biết cái nhu cầu ở đâu thì chúng con có thể dâng vào. Chúa bày tỏ cho họ biết là có một sinh viên người Á Châu học tại trường Kinh Thánh đó đang cần một số tiền. Nên hai ông bà đã lấy đức tin và làm theo sự hướng dẫn của Chúa, viết một cái ngân phiếu, bỏ vào trong cái phong bì, lái 8 tiếng đồng hồ đến. Và khi gặp tôi thì họ hỏi, anh có phải là một trong 3 người sinh viên Á Châu ở tại trường này hay không? Tôi nói dạ phải. Họ nói rằng Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng tôi đến đây để giúp đỡ cho anh cái điều mà anh cần. Hãy cầm cái số tiền này và đi trả học phí rồi đi thi. Lúc đó là giờ thi đã bắt đầu. Cho nên tôi cầm lấy phong bì và chạy thẳng xuống business office. Xé cái phong bì ra đưa cho họ và nói rằng tôi muốn trả xong để tôi có thể chạy đi để mà thi. Họ nhìn và cuối cùng họ thối lại cho tôi 50 xu. Tôi chạy vào làm bài thi trong cái kỳ đó mà nước mắt cứ ràn rụa, bởi vì Chúa biết, Chúa thấy. Và Chúa Ngài có thể điều động tài nguyên của Ngài với một cái mức độ để giúp cho chúng ta thấy rằng Chúa yêu chúng ta và Ngài có khả năng để làm như vậy. Ngài có thể nghe lời cầu nguyện của một cặp vợ chồng có một số tiền muốn dâng cho và muốn giúp đỡ cho một cái nhu cầu nào đó. Chúa hướng dẫn một cách chi tiết đến như vậy. Anh chị em thử hình dung khi Chúa Ngài hướng dẫn họ về cái trường tên của chúng tôi mà cách họ 8 tiếng đồng hồ lái xe đó. Thì chắc là họ cũng ngạc nhiên. Nếu như nhiều người trong chúng ta, chắc chúng ta sẽ nói Chúa có cho con cái địa chỉ thì con gửi đi, hay một con tem thôi, chứ còn lái xe 8 tiếng đồng hồ thì chắc là khó khăn. Nhưng mà không, trong cái sự sắp đặt và điều động của Chúa đó, để chúng ta thấy rằng Chúa là Đức Jehovah Jireh. Ngài sắm sẵn cho chúng ta, Ngài sắm sẵn cho chúng ta phương tiện, Ngài sắm sẵn cho chúng ta về tài chính, Ngài sắm sẵn cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống. Vì Chúa là Đức Jehovah Jireh đấng chu cấp cho chúng ta. Ngợi khen Chúa. Cầu nguyện, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Jehovah Jireh của chúng ta. Đức Jehovah Nissi, một danh khác của Chúa. Chúa là biểu ngữ, là cờ xí của chúng ta. Ở trong thời của Kinh Thánh, thì chúng ta biết rằng có những cái trận chiến mà người ta đứng ở trong một cái đồng vắng hay là một cái cánh đồng rất là lớn. Và hai bên thì dàn trận. Thì đi phía trước của một đội quân có một cái lá cờ. Và trên cái lá cờ đó, người ta thường ghi những cái chiến tích của cái người tướng đó hay là vị vua đó. Với lá cờ đó khi đi trước như vậy thì quân đội ở bên kia, quân lính ở bên kia nhìn thấy trên lá cờ đó trận chiến của trận chiến đó được ghi ở trên hay là thêu ở trên cái lá cờ mình đó. Hoặc là một cái biểu tượng nào khác. Khi nhắc đến là biết rằng đây là đạo quân của vị vua đó hay là vị tướng đó, thì tinh thần chiến đấu của đội bên kia chắc chắn là nó đã tụt xuống rồi. Có nhiều trường hợp là họ thu non khi họ thấy được rằng có một cái đạo quân bách chiến bách thắng đang đứng ở trước mặt họ, thì họ chỉ có chết thôi, cho nên họ bỏ chạy. Thì Chúa Ngài là Đức Jehovah Nissi của chúng ta, Ngài là cờ xí của chúng ta. Có một lần tôi nhớ, mỗi lần mà tôi nhắc đến và dạy về cái danh này của Chúa thì nhớ đến có một ông ở trong quân đội cũng thích và nghiên cứu về chữ nghĩa lắm. Ông nói mùa xưa cờ nào mà nó không xí, cờ thì nó phải bay. Nhưng mà không, vì có những trường hợp là cờ nó bay nhưng mà cái lá cờ nó không có giá trị gì đó, thì người ta nhìn người ta cũng không thấy có cái gì là tốt đẹp. Nhưng mà cờ của Chúa tại đây đã tung bay, cờ của Chúa xí lên để nói đến danh của Chúa và sự đắc thắng của Ngài, thì kẻ thù phải nín lặng, sự sợ hãi biến mất. Nên chúng ta có thể ca ngợi Ngài vì Ngài đã ban cho chúng ta sự tự do khỏi sự sợ hãi và cái chết của quả ngục. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chừng đó thôi thì chúng ta thấy cái giờ cảm tạ ngợi khen của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện là nó phong phú rồi, không? Cho nên nếu chúng ta hiểu, chúng ta biết, thì một giờ cầu nguyện không phải là lâu. Khi chúng ta suy gẫm, chúng ta cảm tạ Chúa là Cha chúng ta trên trời và danh của Ngài được tôn thánh. Một danh xưng khác của Chúa là Jehovah Ruhi. Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng chăn dắt chúng ta, đấng sẽ dẫn chúng ta qua trũng của bóng chết và đi thẳng vào nhà của Ngài. Chứ Ngài không cho chúng ta phải ở trong hành lang hay là ở ngục luyện tội vân vân, mà ngày hôm nay ngươi sẽ được ở với ta nơi Paris. Ngài là Đức Chúa Trời đấng chăn dắt chúng ta. Ngài ở rất gần chúng ta. Và có những trường hợp Ngài cõng chúng ta ở trên vai của Ngài. Ngài chăm sóc chúng ta đến như vậy. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta bước vào thì giờ cầu nguyện cầu thai của mình, cảm tạ Cha chúng ta trên trời, rồi chúng ta tôn vinh Chúa vì các danh của Ngài. Và điều này có một cái kết quả rất là tốt cho chúng ta. Và chúng ta càng xưng ra và cảm tạ các danh này của Chúa, càng củng cố đức tin của chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho những gì chúng ta đối diện. Nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời, là phần thứ ba mà chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài dạy chúng ta các môn đồ của Chúa cầu nguyện. Đây là một lời cầu xin mạnh mẽ. Chúng con thừa nhận rằng Đức Chúa Trời có một vương quốc
mà Ngài trị vì. Nó không phải là vương quốc của thế giới này. Chúng con xin Ngài làm vua đời sống của chúng con. Anh chị em, vương quyền của Chúa chỉ có thể thể hiện ra ở trên những vùng đất, những cuộc đời mà chúng ta xin Chúa làm vua. Ở trong tiếng Anh thì chữ kingdom là một cái hợp từ của chữ king domain. Thì nơi nào mà danh của Chúa và Chúa được mời để làm vua thì tại đó Ngài có thể bày tỏ vương quyền của Ngài. Cho nên vương quốc của Đức Chúa Trời nằm ở trong miệng của chúng ta. Vương quốc của Đức Chúa Trời thể hiện ra khi chúng ta mời Chúa làm vua, cai trị. Nên khi chúng ta cầu xin nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên trên đời sống của chúng ta, trên gia đình chúng ta, trên gia tộc chúng ta, trên dân tộc của chúng ta, là chúng ta mời Chúa can thiệp vào và bày tỏ vương quyền của Ngài ở trong những mức độ đó. Chúa Ngài chờ đợi và Ngài đang cần những người cầu thai. Nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Và đây là một cái nguyên tắc khác nữa rất là quan trọng để chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải cầu nguyện thành lời, tại sao chúng ta phải đứng ở trên đất này để chúng ta kêu xin Chúa Ngài can thiệp vào. Anh chị em, nếu nước Cha tự động đến, ý Cha tự động nên ở trên đất này thì chúng ta không cần cầu nguyện. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài báo cho chúng ta biết tại đây là chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta phải xin nước Cha được đến, ý Cha được nên như thế nào? Ở đất như trời. Điều này hé mở cho chúng ta biết rằng ở trên trời Đức Chúa Trời có những cái ý định của Chúa, có những chương trình của Ngài cho cuộc đời chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho gia tộc chúng ta, cho dân tộc của chúng ta. Nhưng mà trên đất đó, thì cái chương trình và ý định đó của Chúa chưa được thể hiện. Đòi hỏi chúng ta phải kéo ý của Đức Chúa Trời từ trên trời xuống đất này bằng lời cầu nguyện của đức tin của chúng ta. Anh chị em nắm được vấn đề không? Xin nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất này như ở trên trời. Tôi hình dung cái điều này để anh chị em có thể thấy được. Nước của Đức Chúa Trời ở trong sự hiện diện của Chúa và ở tại trời, ý của Chúa, kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta, cho một dân tộc, Ngài đã bày tỏ. Về công việc của chúng ta ở trên đất này, chúng ta kêu xin Chúa Ngài bày tỏ để ý của Chúa ở trên trời hiệp giống như thể hiện ra ở trên đất này như ở trên trời. Từ lúc bây giờ chúng ta thấy ý của Chúa thì là tốt lành, trọn vẹn. Ý của Chúa là phước hạnh. Nước của Chúa thì là nước của vương quyền của Ngài còn đến đời đời. Nước của quyền năng, nước của sự giàu có, nước của sự cai trị, tẩy trị của Đức Chúa Trời một cách hết sức là lớn rộng. Khi chúng ta xin như vậy, đến nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời, là chúng ta xin tất cả những gì ở trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, ý định của Ngài, kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta ở tại thiên đàng đó. Bây giờ bởi đức tin chúng ta xin điều đó sẽ thể hiện ra trên ta ở trên đất này. Đó là lý do chúng ta phải cầu nguyện. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải cầu thai. Cầu nguyện là chúng ta xin cho chính mình, cầu thai là chúng ta xin cho ai đó. Bởi vì cá nhân họ không biết để cầu nguyện, hay là họ không thể cầu nguyện, hay là họ yếu quá không còn có thể cầu nguyện được, thì chúng ta là những người đến gần, chúng ta cầu xin thay thế cho họ, hay là chúng ta lên tiếng thay thế cho họ. Đó là điều mà Chúa Ngài đang tìm kiếm. Chúng ta thừa nhận rằng Chúa Ngài có một vương quốc, và vương quốc của Ngài thì Ngài đang trị vì. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài là vua của đời sống của chúng ta, và chúng ta giao trọn đời sống chúng ta cho Chúa cai trị. Chúng ta cầu xin Ngài làm vua trên đời sống của chồng của mình, của con của mình, hay là cầu nguyện cho Chúa làm vua trên đời sống của vợ của mình, của con cái của mình. Cầu nguyện cho từng đứa con, tuyên bố rằng ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trong cuộc sống của chúng. Đây là lời cầu nguyện tốt nhất anh chị em. Chúng ta nêu tên con của mình ở trước mặt Chúa, và chúng ta xin lạy Chúa, xin ý của Ngài cho Quỳnh Quốc Khánh được thể hiện ra một cách trọn vẹn theo ý của Ngài, không hơn không kém. Đó là lời cầu nguyện tốt nhất. Thì ý của Chúa mà thể hiện ra trên cuộc đời của chúng ta thì không có gì sai trật được. Amen. Nên xin ý của Chúa cho con của mình, không hơn không kém. Và ý của Chúa là tốt nhất rồi. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong ý của Chúa là thiếu đâu, nhưng mà rất là giàu có, rất là phong phú. Và ý của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta trong cả Kinh Thánh, đó là ý hết sức là tốt đẹp. Ngài muốn cho chúng ta có một niềm hy vọng để chúng ta sống. Ngài, cái chương trình của Ngài cho đời sống của chúng ta là một chương trình tốt đẹp để Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Cho nên cầu nguyện cho con cái không cần phải cầu nguyện dựa trên những ý nào khác, nhưng mà tập trung vào chúng ta có thể tha thiết cầu xin ý Chúa được nên trên đời sống của con cái của con, ý của Chúa được nên trên đời sống của chồng của con, ý của Chúa được nên trên đời sống của vợ của con. Tuyên bố rằng ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trong cuộc sống của chúng. Thì con gái của chúng ta, khi Chúa Ngài đáp lời, chúng sẽ được gìn giữ bảo vệ trong ý muốn tốt lành của Ngài, trong sự ban phước và ý muốn tốt lành của Ngài. Chúng con xin Ngài làm vua trong hội thánh của chúng con, để Ngài lên cai trị, để mấy ông vua con
gây khổ cho hội thánh, muốn cai trị hội thánh của Chúa phải bị hạ bệ. Amen anh chị em. Ở đây thì không có. Chúng ta cảm ơn Chúa vì VBC của chúng ta, Chúa Ngài là vua của hội thánh. Cho nên mấy ông vua con nhỏ nhỏ chịu không nổi đã bỏ đi. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa rồi đó. Nhưng mà còn rất nhiều anh chị em. Đây là sự thật. Nếu chúng ta quan sát xung quanh của chúng ta có nhiều nhà thờ, có mấy ông vua con cai trị hội thánh của Chúa. Một sư mà không vừa lòng họ, họ có thể đứng lên tuyên bố những câu mà chúng ta thấy rằng không thể tưởng tượng được. Chúng tôi muốn một sư về đây thì một sư phải làm việc theo như sự hướng dẫn của chúng tôi. Làm việc với một hội thánh mà có một ban chấp hành, có một ban trị sự như vậy thì chúng ta biết rằng vị mục sư đã đang phục vụ mấy ông vua này chứ không phải là vua đời đời ở trên trời. Ý của họ muốn nói, ý Chúa mục sư nói là mục sư được cảm nhận sự hướng dẫn của Chúa, tất cả điều đó là điều tốt để mục sư với Chúa, còn chúng tôi muốn ông về đây, ông phải làm theo như đường lối của chúng tôi. Chúng ta cầu thay cho những hội thánh đó để Chúa thật sự là vua, Ngài ban phước, xin Ngài làm vua trong hội thánh của chúng con. Có thể lúc này Đức Thánh Linh cũng sẽ khiến cho chúng ta cầu nguyện cho một cá nhân nào đó trong hội thánh của Chúa, hoặc cho mục sư của chúng ta, hoặc cho những người lãnh đạo khác ở trong hội thánh. Xin Chúa Ngài cai trị, Ngài làm vua. Chúng ta xin Chúa Ngài làm vua trên đất nước của chúng ta. Hãy cầu nguyện xin cho chính phủ của chúng ta, tổng thống của chúng ta, các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta được Chúa Ngài cai trị, Ngài dẫn dắt, Ngài là vua của họ nữa. Cho nên có một cái lời cầu nguyện mà tôi đã cầu nguyện mấy chục năm nay, và tôi tin rằng Chúa Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đó là lại Chúa xin khiến cho những nhà cầm quyền trở nên những chấp sự cho Ngài. Amen. Và Ngài có quyền để làm công việc đó. Cảm ơn Chúa. Cái ngày 2005 khi tôi ở tại Indonesia trong một cuộc hội nghị của 53 quốc gia trên thế giới. Cảm ơn Chúa có một tổng thống của một quốc gia đến đó và một đệ nhất phu nhân của một nước khác. Họ đến trong cái thời giờ cầu nguyện. Và khi mà họ cầu nguyện và họ bày tỏ ra điều này thì chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước. Vì tổng thống nó đứng lên trước mặt đại biểu của nhiều quốc gia. Con xin dâng đất nước của con cho Chúa làm vua cai trị. Tổng thống của một nước trao chìa khóa cho Đức Chúa Trời thì thật là tuyệt vời. Brazil, tất cả các thống đốc của họ đã trao cái chìa khóa của thành phố của họ cho Chúa. Và lý do mà Chúa Ngài ban phước và Brazil đã có một cái thời kỳ sự phục hưng lớn lao xảy ra. Phước hạnh của Chúa tuôn tràn ở trên nước Brazil là như vậy. Nên chúng ta cầu nguyện để những người lãnh đạo của quốc gia, của xứ sở của chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài ban phước. Xin cho chúng con thức ăn dùng đủ mỗi ngày. Để cầu nguyện thành công cho những gì chúng ta cần thì trước hết chúng ta phải ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi chúng ta ở trong ý muốn Đức Chúa Trời, cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ theo ý của Chúa. Và chúng ta phải thường xuyên bước đi trò chuyện và thông công với Chúa Giê-xu qua đời sống cầu nguyện cá nhân của chúng ta. Để khi chúng ta công bố trong danh Đức Chúa Giê-xu và chúng ta truyền lệnh cho điều gì xảy ra, nhất là trong sự đuổi quỷ, thì quỷ nó biết chúng ta biết Chúa. Chứ không phải chúng ta chỉ mượn danh của Chúa để chúng ta hù nữa. Anh chị em còn nhớ bảy con trai của thầy tế lễ Xe-ba không? Họ đuổi quỷ mà nhân danh Chúa Giê-xu mà Phao-lô rao giảng. Quỷ nó nói Giê-xu ta biết, Phao-lô ta biết, còn các ngươi là ai? Nó nhảy tính, nó cấu xé, nó lột quần áo trần truồng chạy ra, đi vào hùng hổ để đuổi quỷ, chạy ra trần truồng, thân thể bị rách. Thì quỷ nó biết. Khi chúng ta có một mối tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta có một mối thông công mật thiết với Chúa, thì chúng ta gần Chúa đến độ chúng ta nói thì quỷ nó nghe Chúa nói. Và Chúa Ngài luôn đứng ở bên cạnh chúng ta để hậu thuẫn và làm thành những điều chúng ta công bố khi chúng ta nhân danh Chúa mà chúng ta hành động. Cảm ơn Chúa. Hãy dâng lên Ngài những nhu cầu cụ thể của chúng ta. Chúa quan tâm như các danh xưng của Chúa đã được giới thiệu ở trên mà chúng ta đã học. Ở trong tiếng nước thì Chúa Giê-xu Ngài có những chữ ta là. Chúa Giê-xu giới thiệu một cái danh xưng khác của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, đó là I am that I am, đấng tự hữu hằng hữu. Thì khi Chúa Ngài giới thiệu ta là bánh sự sống, thì chữ ta là phía trước đó là phần đầu của danh xưng của Ngài, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Có nghĩa là Ngài không cần bất cứ một điều gì để bảo tồn Ngài. Ngài không già nua, Ngài không yếu sức. 6.000 năm về trước, khi Đức Chúa Trời dõng dạc tuyên bố đất phải sanh cây cỏ, liền có cây cỏ. Phải có ban ngày, phải có sự sáng. Tất cả những điều Chúa Ngài công bố 6.000 năm về trước, ngày hôm nay Ngài vẫn có đủ thẩm quyền để có thể công bố như vậy ngay ở trong giây phút này, vì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Chứ không phải là Chúa Ngài
Ngài xây dựng nên, Ngài tạo dựng nên thế giới loài người của chúng ta, tạo thiên lập địa xong thì Chúa ngồi toát mồ hôi mà phải lấy một khăn lau mồ hôi trắng bởi vì làm hết sức của mình. Các anh chị em, sau khi làm hết tất cả những điều đó rồi đó, Chúa vẫn giới thiệu chính mình Ngài là đấng toàn năng, là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Khi Ngài giới thiệu ta là bánh sự sống, thì chúng ta hãy lắng nghe tiếng phán của Chúa trong tấm lòng của chúng ta, như chúng ta đã học ở trong thứ ba tuần rồi. Lắng nghe những gì Chúa Ngài đang nói. Ngài sẽ phán bảo, có thể có một vài từ, có thể có những ý tưởng lóe lên ở trong tâm trí của chúng ta. Ta yêu thương con, đừng sợ, đừng lo lắng, hãy tin ta. Đó có thể là một câu kinh thánh mà Chúa Ngài nhắc nhớ cho chúng ta, vì chúng ta được thuộc lòng, và Chúa Ngài sử dụng điều đó để khích lệ chúng ta và phán dạy chúng ta. Dù đó là gì đi nữa, đó sẽ là thứ chúng ta cần cho ngày hôm nay. Và một trong những cái kỷ luật mà tôi khuyến khích anh chị em làm là có cuốn nhật ký để chúng ta ghi lại những gì Chúa Ngài dạy dỗ chúng ta, những cái trải nghiệm của chúng ta với Chúa trong ơn của Ngài. Xin tha tội chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúng ta xin Chúa Ngài tra xét tấm lòng của mình. Đức Chúa Trời, tôi xin tra xét con để biết lòng con. Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng của con. Thử xem con có lối ác nào không và dẫn con vào con đường đời đời. Thi Thiên 139 câu 23-24. Đây là một lời cầu xin mà chúng ta thấy rằng rất là táo bạo. Dĩ nhiên là tác giả biết, Chúa biết hết tất cả mọi sự về ông. Nhưng mà khi ông mời Chúa, xin Chúa tra xét, thử nghiệm để biết những cái tư tưởng của ông cũng như những điều trong tấm lòng của ông. Đây là một lời cầu nguyện rất là táo bạo. Và hàm ý sẵn sàng để khi Chúa Ngài chỉ ra thì ăn năn, thì giải quyết, thì sửa đổi. Khi Chúa nhắc đến điều gì, chúng ta hãy thú nhận điều đó và ăn năn trước mặt Chúa. Vì lời của Chúa hứa khi chúng ta xưng tội mình thì Chúa thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Khi chúng ta nghĩ rằng tội lỗi của chúng ta quá lớn đến nỗi Đức Chúa Trời không thể tha thứ, thì chúng ta đang vô hiệu hóa những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá cho chúng ta. Không có một tội lỗi nào là quá lớn đến độ làm cho ân điển của Chúa phải chịu thua. Ân điển của Chúa vượt xa hết tất cả. Đón nhận, tội là tội lỗi và có thể được tha thứ. Cho nên hãy đến với Chúa để Chúa Ngài ban phước trong sự tha thứ của Ngài, rồi ban phước trên đời sống của chúng ta. Đây là lúc để chúng ta cũng tha thứ cho người khác. Như tôi nói với anh chị em, cố chấp, hờn oán, nó làm ngăn cách mối liên hệ chúng ta với Chúa và cắt đứt cái dòng chảy phước hạnh của Chúa cho đời sống của chúng ta. Trong lời cầu nguyện, có một mối liên hệ giữa những gì Chúa làm và những gì chúng ta làm. Chẳng hạn như bạn không thể nhận được sự tha thứ từ Chúa mà không tha thứ cho người khác. Nếu bạn từ chối làm phần của mình thì bạn cắt đứt phần của Chúa. Matthew chương 18, chúng ta nhớ câu chuyện của người đầy tớ không thương xót đó. Nói lên cái điều này rất là rõ. Khi chủ biết cái người không tha thứ cho bạn của mình, mặc dù mình đã được chủ tha cho một món nợ rất là lớn, thì đánh ghi lại cho chúng ta biết rằng chủ sai giao cái người đầy tớ đó cho chủ ngục. Và cái chữ chủ ngục ở tại đây là cái chỗ của sự tra tấn. Khi một người không tha thứ cho anh em của mình mà vẫn giữ trong tinh thần oán giận cố chấp, thì chính người đó sẽ bị tra tấn ngày và đêm cho đến khi chủ nói gì, cho đến khi nó trả xong hết nợ. Và dĩ nhiên là người này không có đủ tiền để có thể trả hết cái nợ của mình, thì sẽ liên tục ở trong sự tra tấn. Anh chị em còn nhớ những ngày mình dại dột không chịu tha thứ không? Vợ chồng có cái chuyện xích mích với nhau, bất hòa với nhau, không tha thứ. Suốt đêm hai đứa không đứa nào ngủ được hết. Sáng ra mắt quầng thâm, mắt trắng dờ. Mình thấy ngu thiệt. Phải không chị em? Giận cho họ biết mà, cho nó biết mặt. Nhưng mà thật ra mình là người bị méo mặt. Tối ngủ, lý do mà mình trằn trọc là bởi vì lòng của mình là đầy cái sự oán giận. Nhưng mà đâu có để cho nó ngủ một cách gọi là yên như vậy được. Cho nên quơ tay đá chân phải cho biết rằng tôi không ngủ thì đừng hòng ngủ được. Nên cả hai được đau khổ. Rồi đối với các mối quan hệ khác của mình, khi chúng ta không tha thứ, chúng ta cố chấp, chúng ta đau khổ, chúng ta gặp những sự khó khăn. Nhất là chúng ta, mình thì đang khổ mà thấy nó cười nói với những người xung quanh, mình sẽ phát tức, tức muốn học máu, giận đến bầm gan tím ruột. Cuối cùng ra chuyện gì xảy ra? Mình chết. Còn người ta cứ nhẫn nhơ tại vì chính chúng ta giữ cái sự quán nhập. Cố chấp là điều nguy hiểm ở trong đời sống của chúng ta. Cái chỗ này chúng ta làm cái điều rất khó, nhưng mà chúng ta có thể làm được trong sức của Chúa. Đó là chúc phước cho kẻ thù của mình. Chúa dạy như vậy. Trong lịch sử cận đại của chúng ta có một người đã làm được cái điều này.
với những cái người kẻ thù mà đối với cô là một cái chuyện cô không nghĩ rằng mình có thể làm được. Tôi muốn nói đến em bé gái bị bom napalm nổ. Để chúng ta biết về cuộc đời của cô. Cách đây 4 năm tháng cô có đến Houston làm chứng. Ở trong quyển sách của cô có chụp lại những cái hình ảnh sau cái trận bom nổ đó. Cơ thể của cô là bị phỏng lên đến 90%. Và trải qua 14 lần giải phẫu để tay chân có thể cử động được, bởi vì tất cả những cái vết phỏng đó nó làm cho bắp thịt nó cũng cháy luôn. Và khi nó lành thì nó cứng, phải giải phẫu và rất là nhiều điều. Rồi một số những cái việc khác chồng chất lên trên nữa. Thì cô ở trong cái chỗ cay đắng đối với hoàn cảnh, với xã hội, với chiến tranh, với kẻ thù của mình. Nhưng mà khi cô tin Chúa thì cô nghe lời của Chúa Giêsu dạy là hãy yêu kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho người bắt bớ mình, cũng như chúc phước cho những kẻ thù của mình. Thì cô nói rằng con tin nơi đạo của Chúa, nhưng mà cái điều này khó quá. Con không thể làm nổi, trừ trường hợp Chúa ngày thêm sức cho con. Và cô làm chứng là ngày hôm nay cả thế giới, có nữ hoàng nước Anh nữa, đã ban tặng cho cô một cái danh phận một cách rất là tốt đẹp, đó là sứ giả của tình yêu. Đã được công nhận nhiều nơi trên thế giới. Và cô đã làm được. Cô bắt đầu chúc phước cho kẻ thù của mình. Cô tha thứ cho. Bằng một cái đoạn video cô chiếu cho chúng tôi thật là tuyệt vời. Khi cô đứng ở trước cái Vietnam War Memorial, cái đài tưởng niệm của chiến tranh Việt Nam, thì có những người Mỹ đang dò tên, tìm người tên của người thân của mình ở trên những cái bảng đá đó. Và cô có mặt ở trong ngày hôm đó. Thì cô có những cái lời phát biểu tại đó, thì thình lình có người đến hỏi ý kiến của cô. Đó là có một người phi công Mỹ xin phép được gặp cô. Và việc đó là xảy ra. Chính cái người phi công đã ném cái trái bom đó ở trong ngày hôm đó tại trảng bàn, có mặt ở trong ngày hôm đó. Ông đã đến và xin lỗi cô. Thì có một điều mà cô nói rằng chỉ có tình yêu của Chúa, chứ con người thì không thể nào làm nổi. Và cô có thể ôm đàn ông này và nói rằng tôi thật. Cảm ơn Chúa. Cái người đàn ông mà đã ném cái trái bom đó bị phi công đó thì đã trở nên một mục sư, cũng là sứ giả của hòa bình. Và nói rằng ngày hôm đó thì thật sự cái phi vụ đó anh được mọi người cho biết rằng sẽ dội bơm vào trong một cái chùa đó, mà đã giúp đỡ để dân chúng để di tản ra rồi. Chỉ có những người họ trốn ở trong chùa đó là những người không phải là dân thường. Cho nên khi anh thả cái trái bơm đó xuống và thấy cái ngôi chùa nó bốc cháy lên như vậy, thì anh nghĩ trong lòng của mình đó là anh đã làm xong bổn phận của một người phi công trong một phi vụ. Anh khi máy bay đáp, anh vào trong canteen ngồi và rất là thỏa lòng vì hôm nay mình đã làm được một cái công việc xứng đáng với cái vai trò của mình. Nhưng mà sáng hôm sau khi anh thức dậy thấy hình ảnh của cô bé gái 9 tuổi này bị trái phỏng như vậy, thì từ đó là anh ở trong sự đau khổ. Nhưng mà tình yêu của Chúa đã bao phủ và hai người đã tha thứ cho nhau, cầu nguyện cho nhau và trở nên bạn rất là thân. Kẻ thù không đội trời chung, bây giờ có thể cùng là hai con cái của Chúa, hầu việc Chúa. Thật là tuyệt vời. Có thể làm được khi có sức của Chúa. Amen anh chị em. Và cuối cùng, xin đừng để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Một từ khác, một ý nghĩa khác của sự cám dỗ đó là sự thử nghiệm hay là thử thách. Cầu nguyện để chúng ta không bị cám dỗ do bất cẩn và không vâng lời. Đề cao cảnh giác, điều này có nghĩa là chúng ta tỉnh thức. Bởi vì rất dễ để chúng ta sa vào trước cám dỗ đó. Nhưng mà chúng ta xin đừng để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Giêsu cũng dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện được giải cứu khỏi điều ác. Nên chúng ta phải đề cao cảnh giác anh chị em, chứ đừng có gọi là thành người đi vào ở trong những cái chỗ cạm bẫy một cách vô lý, bị đánh ngã một cách vô lý. Nhưng mà phải hết sức là thức tỉnh. Chúng ta có thể xây dựng hàng rào bảo vệ chung quanh mình và đứng vững trong chiến thắng mà Đức Chúa Giêsu Christ đã giành lại cho chúng ta. Tôi nghĩ đến đây đủ để chúng ta tạm ngưng ở đây, và tuần tới chúng ta sẽ đi tiếp ở trong cái hàng rào bảo vệ và phương tiện Chúa ngài cho chúng ta để bảo vệ chính mình, có binh giáp của người tín đồ, hay là từ ngữ cổ xưa của chúng ta đó là áo giáp của người tín đồ. Và chúng ta sẽ dành thời giờ để chúng ta suy nghĩ đến điều đó. Hôm nay chúng ta dừng lại ở trong bài cầu nguyện mà Chúa ngài dạy. Anh chị em, có một vị mục sư được biết đến là một con người cầu nguyện rất dài. Ông trung bình mỗi một ngày dành 3 giờ đồng hồ để cầu nguyện. Là người cận đại mà chúng ta có thể biết được
Tôi muốn nói đến mục sư Paul Giang Gi-chôn. Thì ông trong các môn huấn luyện về sự cầu nguyện, thì ông chia sẻ Chúa ngày dạy ông những điều mà chúng ta tương tự như chúng ta vừa mới học đây, để ông có thể dành mỗi ngày một giờ đồng hồ để cầu nguyện. Ông dành rất nhiều thời giờ để tập trung vào điều đầu tiên là Cha chúng con ở trên trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Cha, cảm ơn Đức Thánh Linh về những công việc mà ông kinh nghiệm được Chúa thực hiện ở trong đời sống. Danh Cha được tôn thánh. Ông bắt đầu nhắc nhở chính mình và cảm tạ Chúa về các danh xưng của Ngài đã được thể hiện cho ông như thế nào. Và có một điều tôi nhớ khi tôi nghe một bài ông huấn luyện. Ông nói rằng chúng ta không được phép nói rằng Chúa là Đức Sư Ba Giê-rê của chúng ta cho đến khi chúng ta kinh nghiệm Ngài cung cấp cho chúng ta một cách cá nhân. Abraham trước đó không thể nói là Đức Sư Ba Giê-rê cho đến khi ông làm xong cái phần mà Chúa Ngài muốn ông làm. Rồi thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta khi thiên sứ lên tiếng ngăn chặn ông, thì ông nhìn và thấy một con dê đực, sừng của nó được mắc ở trong bụi gai. Tôi tin rằng không phải ngay trong cái giây phút đó, trong nháy mắt mà con dê đó nó xuất hiện. Nó có ở đây nó rồi nhưng mà ông không thấy. Chúa là Đức Sư Ba Giê-rê cho bao nhiêu cuộc đời rồi. Cho Abraham và từ đó đến bây giờ cho bao nhiêu cuộc đời. Nhưng Ngài không thể là Đức Sư Ba Giê-rê cho chúng ta cho đến khi chúng ta kinh nghiệm được Chúa. Nên các danh xưng này nó chỉ ý nghĩa cho chúng ta khi chúng ta trải nghiệm trong đời sống của mình. Để rồi chúng ta có thể cầu xin điều này cho những người có nhu cầu trong sự cầu thai của chúng ta cho họ. Chúng ta biết có những người cần sự chu cấp của Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện và kêu danh này của Chúa cho họ. Để chúng ta thấy có những người có cái nhu cầu của sự chữa lành, của sự giải cứu, của mặc cảm tội lỗi, biết rằng Chúa Ngài là đấng xưng công bình cho chúng ta. Thì chúng ta phải kinh nghiệm một cách cá nhân để rồi chúng ta có thể cầu nguyện một cách hết sức và kết quả trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Nên trong thời gian này chúng ta sẽ dành thời gian cầu nguyện, và tôi khuyến khích với ông bà anh chị em chúng ta nắm bắt những điều Chúa nhắc nhở chúng ta. Đa số chúng ta là thuộc lòng cái bài cầu nguyện chung này. Và từ trước đến giờ thì nếu mà chúng ta đi nhóm trong hội thánh truyền thống thì chúng ta thấy rằng kết thúc của buổi nhóm là bài cầu nguyện chung. Mà tại vì đói bụng quá rồi, vì muốn đi về quá rồi, cho nên cái bài cầu nguyện người ta đọc là với cái vận tốc chóng mặt. Lại cho chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh, Cha được đến, Cha được nên ở đất dưới trời. Đọc nín thở, đọc mà người khác đọc theo không kịp. Nước quyền vinh hiển vì Cha đời đời. Amen. Xong rồi goodbye. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta chậm lại như là phim quay chậm đó. Lại Cha chúng con ở trên trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Cha của con. Cảm ơn Chúa Giê-xu bởi vì sự hy sinh của Ngài. Con được phục hòa, bây giờ con được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Trở lại bài cầu nguyện Chúa dạy theo như mức độ của phim quay chậm. Chúng ta nhớ phim quay chậm rồi phải không? Chạy thì chúng ta thấy là từng bước, từng cái cử chỉ. Chấm dứt cái tình trạng phim quay nhanh. Và chúng ta thấy hình nó cứ chạy mà không thấy gì hết. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta dừng lại. Chậm hơn, suy nghĩ một cách đầy đủ, chín chắn về những gì Chúa Ngài dạy chúng ta nói. Vì tôi tin chắc một điều, Chúa không cho chúng ta những lời này, nhưng mà Chúa Ngài dạy chúng ta hãy cầu nguyện như thế này. Chúa nói khi các con cầu nguyện, các con hãy nói những lời này. Nhưng mà vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước. Và trong thời giờ này, chúng ta mỗi người dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện cho những điều mà chúng ta được nhắc nhở tại đây. Có những phần mà chúng ta thấy khi chúng ta công bố danh của Chúa, nhớ đến các anh chị em của mình có những nhu cầu mà chúng ta cảm ơn Chúa và cầu thay cho họ qua các danh xưng của Chúa nữa. Cũng như chúng ta có thể cầu nguyện cho người thân thương của chúng ta, cho chồng, cho vợ, cho con cái của mình. Khi mục sư Dương Thành Lâm cũng như chúng tôi nói đến cái sự khó khăn của con em của chúng ta trong những ngày này, thì có một số đông của những cha mẹ gặp riêng chúng tôi và xác nhận rằng họ đang ngủ mê trong cái vấn đề chăm sóc giúp đỡ cho con cái. Và khi bài giảng đó thức tỉnh thì họ liền nhớ lại. Trong những qua đau khổ vì con của mình nó cho biết và nó chọn cái lối sống của tính dục đồng giới đó, thì họ chạy đến nhờ chúng tôi cầu nguyện. Anh chị em chúng ta cảm ơn Chúa vì ở trong hội thánh này Chúa cho chúng tôi nhắc điều này rất là nhiều và chiến đấu. Vì Đức Chúa Trời có sức giàu cho tôi trong việc đương đầu với cái tên khổng lồ mới nhất của, hay là nó đang nổi bật ở trong thế giới của chúng ta trong ngày hôm nay. 2015, khi cái trắc tòa, người ta đem đến bấm chuông cửa văn phòng, nên chúng tôi phải giao nộp tất cả các bài giảng cũng như text message, email, những cái nhắn tin và những cú điện thoại.
cho tòa. Vị thị trưởng của thành phố nhờ qua tòa án bắt chúng tôi phải giao nộp, vì chúng tôi đã giảng và đã nói những điều nghịch cùng với cái đời sống cũng như thế giới của bà về những điều liên quan đến tính dục đồng giới, liên quan đến việc nghị luật là những người đàn ông một buổi sáng thức dậy ngày hôm đó nghĩ mình là đàn bà, không cần có giấy chứng minh, không cần gì hết, chỉ là mình nghĩ mình là đàn bà, thì người này có thể tự nhiên có thể đẩy cửa phòng vệ sinh của phụ nữ để sử dụng. Một chuyện rất là vô lý. Nhưng mà khi mình đứng lên chống đối vì bảo vệ phái yếu vợ, con gái của mình, khi chúng ta lên tiếng thì họ tìm cách để có thể dập tắt tiếng nói của mình. Mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta chiến thắng. Và cái nghị luật đó đã bị xóa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta tin rằng Chúa Ngài có thể giúp đỡ cho chúng ta kinh nghiệm được sự đắc thắng. Cái chuyện đó xảy ra thì người ta ví cái chuyện đó là David chọi với lại Goliath. Là bởi vì chưa bao giờ có những người mục sư mà có thể thắng được một cái tổ chức của thị trưởng của thành phố. Và anh chị em biết rằng đại diện luật sư cho các mục sư, chúng tôi chỉ có một mục sư, luật sư. Nhưng mà đại diện của phía bên thành phố là một cái tập đoàn của luật sư nổi tiếng nhất ở thế giới. Và họ dâng hiến cái thời giờ của họ để binh vực cho thành phố. Họ có 15 luật sư, cộng với là những người phụ tá. Mỗi buổi sáng khi đi vào ở trong cái phòng xử đó, thì họ đi là chắc phải tốn 2 phút họ mới hết người của họ. Đi vào, trước là 15 luật sư nổi tiếng nhất, họ kéo những cái cặp của họ, cặp bánh xe kéo đi rồi. Ở phía sau họ là những người phụ tá, những người trợ lý. Bên này chúng tôi chỉ có một ông luật sư thôi. Và đứng phía sau là các mục sư ngồi đó cầu nguyện. Nhưng mà tại Đức Chúa Trời, phía sau của các mục sư cầu nguyện là một Đức Chúa Trời vĩ đại. Tôi muốn chia sẻ hình ảnh để nhắc nhở anh chị em là có nhiều khi chúng ta nghĩ, ôi một lời cầu nguyện của mình có thể thay đổi con cái của mình không? Có thể làm gì cho xã hội này hay không? Nhớ là cầu nguyện không phải là chúng ta hò hét để người ta nghe tiếng chúng ta sợ. Nhưng mà cầu nguyện là chúng ta trình dâng nhu cầu của chúng ta đến tòa án tối cao của thiên đàng. Và Ngài chính là đấng có quyền để có thể can thiệp vào. Xin cho Ngài ban phước. Chúng ta dành thời gian để cầu nguyện ở trong buổi tối hôm nay qua danh xưng của Chúa, ở trong ơn của Ngài. Chúng tôi sẽ lớn tiếng cầu nguyện để các anh chị em ở xa có thể cùng amen với chúng tôi. Còn các anh chị em tại đây chúng ta cầu nguyện. Sau đó thì chúng tôi sẽ kết thúc để chúng ta tập trung và amen trong thì cầu nguyện buổi tối hôm nay. Sau đó những người có những nhu cầu đặc biệt chúng tôi mời ở lại để chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện trong ơn của Chúa. Cho cái điều chúng con cảm ơn Ngài. Phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Vì chúng con được Đức Chúa Trời là cha của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu vì bởi ơn cứu rỗi của Ngài. Và tội lỗi của con có thể được tha. Và con có thể được mắc lại mối liên hệ với đấng tạo hóa. Cũng là đấng muốn bày tỏ tình yêu của Ngài khi Ngài nhận con làm con cái của Ngài. Cảm ơn cha vì con được đón nhận làm con ở trong gia đình. Bởi ơn cứu rỗi của Chúa. Hên là cha của con ở trên trời. Danh cha được tôn thánh. Cảm ơn Chúa vì các danh cứu chuộc của Ngài đã được bày tỏ ra cho chúng con. Con cảm ơn Chúa và con tôn vinh Ngài. Ngài thật là Đức Sơ-va Siskinu của con. Đức Chúa Trời công chính của con. Ngài đã xưng công bình ở trên cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa Giêsu bởi huyết của Ngài đã bao phủ. Như huyết của chiên con đã bôi ở trên cột và mài cửa năm xưa khiến cho thiên sứ đi ngang những căn nhà có dấu hiệu của huyết đó thì vượt qua. Thì chúng con cũng cảm ơn Chúa vì Ngài đã xưng công bình ở trên đời sống của con bằng bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. Và tạ ơn Chúa vì Ngài là Đức Sơ-va Siskinu của con. Thì con biết chắc rằng khi con đứng ở trước mặt Chúa thì Chúa Ngài đã vượt qua tên của con vì huyết của Đức Chúa Giêsu đã bao phủ trên cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời công chính của con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Sơ-va Mekadesh của con. Ngài thánh hóa con khi cho con có thể mỗi ngày một biến đổi ở trong ơn của Chúa. Những thói hư tật xấu được đắc thắng, những bản chất tội lỗi được Chúa Ngài biến hóa để mỗi ngày được trở nên giống như Chúa hơn. Chúng con ngợi khen Ngài. Và con cảm ơn Chúa vì tội lỗi của con ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã được tha thứ bởi huyết vô tội của Đức Giêsu đã đổ thay cho tội lỗi của con. Mai con có thể được tha thứ, được làm người nhà của Đức Chúa Trời, được thánh hóa trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Sơ-va Shalom của con. Ở trong thế giới đầy những thăng trầm, một trong một thế giới đầy những khó khăn ngày hôm nay, khó khăn về kinh tế, về lạm phát và tiếng đồn về giặc giả và tất cả những điều đang diễn ra,
con có thể kinh nghiệm được sự bình an để đi xuyên qua những bão tố của cuộc đời, vì Chúa là Đức Giê-hô-va Sa-ma của con. Con ngợi khen Ngài. Là Chúa, con cầu nguyện để sự bình an của Chúa cũng bày tỏ ra trên những con cái của Chúa, các anh chị em của con, những người đang có nhu cầu cần kinh nghiệm được sự bình an từ nơi Ngài. Xin bày tỏ Chúa là Đức Chúa Trời bình an cho các anh chị em chúng con. Cảm ơn Chúa, Ngài là Đức Giê-hô-va Sa-ma của con. Con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn có mặt. Có những lúc chúng con nhận biết, có những khoảnh khắc mà Chúa Ngài cho chúng con trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở đó với chúng con. Chúng con không thể nào có thể hình dung được nếu không có Chúa ở đó, nếu không có một sự can thiệp nâng đỡ siêu nhiên từ nơi Ngài, thì nhiều điều khó khăn có thể đã xảy ra rồi. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài ở gần, Ngài bày tỏ, Ngài luôn hiện diện với chúng con, Ngài luôn đi cùng chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự bảo vệ của Chúa cho các anh em của chúng con trong chuyến đi về khi xe bị nổ lốp như vậy. Chúa Ngài gìn giữ được an toàn. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì khi chúng con đối diện với những sự thách thức của khó khăn, thì Chúa Ngài luôn có mặt ở tại đó với chúng con. Không điều gì có thể đánh hạ chúng con, không một chút nào của loài người có thể đánh hạ chúng con, vì Chúa Ngài hiện diện tại đó. Ngài sức dầu cho đầu chúng con, Ngài dọn bàn cho chúng con trước mặt cái thù nghịch chúng con. Cho con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Ra-pha của con. Ngài chữa lành đau ốm bệnh tật, Ngài chữa lành thân thể của chúng con, là bởi vì Chúa Ngài đã hứng chịu những lần đòn thay thế cho chúng con rồi, để bởi đó chúng con được sự chữa lành ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng con đã được lành ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa Ngài đã dự bị chúng con cho sức khỏe của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Jire của con. Chúa chu cấp từ những ngày trong cuộc sống, từ lúc nhỏ cho đến ngày hôm nay. Còn cảm ơn Ngài vì Ngài ban phước. Như David nói, trước tôi trẻ nay tôi già, chưa bao giờ thấy những người kính sợ Chúa phải đi ăn mài, hay là dòng dõi của họ phải thiếu thốn đói khổ. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Jire của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Nissi của con. Chúa là cờ sĩ, Ngài là biểu ngữ vang lên trên cuộc đời của chúng con, khiến cho thế giới tối tăm cũng nhận biết chúng con là ai trong Đức Chúa Jesus Christ. Và cảm ơn Chúa vì chúng con được tự do khỏi những sự sợ hãi của cái chết, của việc bị làm nhục, bởi vì Chúa Ngài đã ban phước trên chúng con và Ngài đã đắc thắng, để ngày hôm nay chúng con có thể bước đi trong sự đắc thắng của Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài là Đức Giê-hô-va Rohi của chúng con, đứng chăn dắt chúng con như người chăn chiên của mình ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì bởi sự chăn dắt của Ngài mà chúng con không thiếu thốn một điều gì. Cảm ơn Chúa vì lời dạy của Ngài, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng con những điều mà dân ngoại đang tìm kiếm, cái ăn cái mặc ở trong đời sống. Chúa, Ngài hứa ban chúng con nhiều hơn nữa khi chúng con trước nhất tìm kiếm Chúa và nước của Ngài, sự công bình của Ngài, thì Ngài cho thêm chúng con những điều mà con người chúng con nghĩ là nhu cầu lớn nhất của chúng con. Nên Chúa, Ngài cho chúng con tất cả những phước hạnh lớn nhất, và Ngài cho thêm những điều mà chúng con cần ở trong đời sống. Cho nên chúng con cảm ơn Ngài. Nước Cha được đến, y Cha được nên ở trên đời sống của con, ở trên gia đình của con, trên con cháu của con, trên hội thánh của Chúa, trên quê hương đất nước xứ sở của chúng con. Vì chúng con xin rằng chỉ có ý của Ngài, không một ý khác, không một ý riêng, không phải ý của Satan, của những sự cám dỗ lừa bịp, nhưng mà chỉ có ý của Đức Chúa Trời được thể hiện trên con cái của chúng con, trên đời sống của chúng con, trên gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện xin nước của Chúa được đến ở trên hội thánh của chúng con. Cho nên chúng con xin Chúa, Ngài làm vua, Ngài cai trị hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, Ngài là đấng dẫn dắt, Ngài là đấng quan phòng, Ngài là đấng toàn quyền tẩy trị trên hội thánh của Chúa. Ngài là đấng toàn quyền tẩy trị trên các anh chị em tín hữu của chúng con. Để mỗi người được Chúa Ngài ban phước gìn giữ bảo vệ ở trong ơn của Ngài. Xin nước của Chúa được đến trên mục sư của chúng con, trên các bạn bè chúng con, trên các lãnh đạo ở trong hội thánh, để chúng con thấy thân thể của Chúa, hội thánh của Ngài luôn được Chúa Ngài cai trị. Xin Chúa Ngài bày tỏ vương quyền của Ngài trên đời sống của chúng con, hội thánh của Ngài, trên đất nước xứ sở chúng con, luôn cả những người lãnh đạo chủ dọc. Chúng con tin rằng dù họ chưa là con cái của Chúa, thì chính Chúa Ngài là đấng ban cho quyền hành để họ có thể cai trị đất nước xứ sở. Là Chúa đấng đã lập họ, và chúng con tin rằng Ngài cũng có quyền để phế ngôi của họ. Là Chúa, chúng con xin Chúa Ngài là đấng lập, thì xin Chúa Ngài cũng ban phước dẫn dắt để nhà cầm quyền trở nên những người phục vụ, những con người làm chấp sự cho Đức Chúa Trời, làm những công việc mà Chúa Ngài sai phái. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài tha tội chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con chủ dọc. Để chúng con cứ tiếp tục được ơn của Ngài luôn cả trong việc khó để chúng con có thể thực hiện. Chẳng những yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho những người bắt bớ mình, mà còn chúc phước cho kẻ thù của mình. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để chúng con rộng lòng tha thứ, để chúng con được tha thứ, để chúng con đối xử với những người thù ghét chúng con bằng tình yêu của Ngài để cảm hóa họ. Và giúp đỡ chúng con có sức của Chúa để chúng con sẽ tiếp tục bày tỏ mỹ đức của Ngài
vì chúng con muốn sống một đời sống yêu thương như Cha chúng con yêu thương, và chúng con có thể bày tỏ lòng tha thứ, giúp đỡ cho những người đã làm cho chúng con đau khổ. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, xin gìn giữ bảo vệ, để chúng con biết rằng Satan là kẻ thù của chúng con, đang rình mò chung quanh chúng con như sự tử sống đang rình mò chung quanh chúng con. Xin quyền bảo vệ của Chúa ở trên đời sống chúng con, và lại Chúa xin cũng giúp chúng con khỏi những điều ác, để chúng con không làm những điều gian ác trước mặt Chúa, để chúng con sống một cuộc sống đẹp lòng Ngài, để Chúa có thể ban phước và khiến chúng con làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con ngợi khen Chúa, để cho chúng con trình dâng các anh chị em chúng con nhu cầu của họ trong tay của Chúa. Xin Chúa Ngài làm việc. Chúng con cầu nguyện xin Chúa là Đức Silva Sama của chúng con hiện diện tại đó với chị em con cô Thục, anh Vũ Tâm Hùng, gặp gỡ họ một cách đặc biệt, giúp đỡ cho họ Chúa giọng, để họ không cô đơn nhưng cảm thấy sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng họ. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin Ngài là Đức Silva Rafa cho anh chị em của chúng con, những người cần sự chữa lành từ nơi Ngài, và ban phước để chúng con kinh nghiệm được Chúa hiện thực là Đức Silva Rafa của chúng con, đấng chữa lành bệnh tật chúng con. Và Chúa xin Ngài ban ơn tiếp trợ cho những anh chị em chúng con cần những sự tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Ngài, để chúng con không chỉ đủ xài, để chúng con còn dư ra để làm đủ một số việc lành, cả tài chánh lẫn ơn quyền sự sức giàu của Chúa, để chúng con đi đâu làm gì chúng con dư dật tuôn tràn ra cho những người có nhu cầu. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin ban ơn gần nhắc chúng con, dạy dỗ chúng con, để chúng con có thể luôn lắng nghe được sự hướng dẫn của Chúa, để chúng con có thể bước vào trong vị trí cầu thai tràn đầy kết quả và phước hạnh trong ơn của Chúa. Với khải tượng Việt Nam phải được cứu, và nhiều người Việt Nam chúng con được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, tạm Chúa, và chúng con hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em trong ơn của Ngài, và trong thời giờ này nếu có được cầu nguyện một cách đặc biệt, xin tiến lên phía trước tại đây, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em ở trong ơn của Chúa, ở trong Chúa, các đệ tử của Chúa, các con gái của Chúa ở khắp nơi vào để cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thời giờ này và những giờ sắp đến. Xin ban phước trên với mạnh chị em một cách dư tràn, và hẹn gặp lại ở trong những buổi cầu nguyện kế tiếp của chúng ta. Xin áp dụng những điều này để chức vụ cầu thai của chúng ta được hiệu quả linh nghiệm càng hơn, vì nhiều cuộc đời, nhiều đời sống đang tùy thuộc vào sự kết quả của chúng ta. Hallelujah. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.